Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio và chuyên mục giới thiệu hàng mới về của bên em. Ngày mai đây, show em mới về được một lô Pioneer HDM100 phiên bản 100W tuyệt đẹp. Thì em xin phép được quay luôn để anh em được chiêm ngưỡng hàng bãi về đẹp như nào. Vâng, như phía trước màn hình em đây, anh em đã có thể nhìn thấy được từng cặp một em để là một trên một dưới anh em nhé. Đó là một cặp rất là đẹp, tiếng loa đều nhau, thành quách đẹp. Còn độ đẹp của nó như nào thì em xin được quay review cho anh em kỹ, anh em nhìn. Thì với HDM100 hai phiên bản, đó là bản 100W và bản 200W, có hai đời này. Trước tiên là nói đến xuất thân của HDM100. Có thể nhiều anh em ở đây biết và nhiều anh em chưa biết thì em cũng xin chia sẻ luôn là HDM100 này ra đời do chính kỹ sư của hãng JBL thiết kế bắt tay sản xuất kết hợp với cả Pioneer cho ra đời dòng loa HDM100 với hơi hướng rất là giống, mà gần như là giống luôn với cả L100 sen. Đấy anh em ạ, kỹ sư của JBL mà cặp L100 Century huyền thoại đấy là ai cũng có thể biết được. Cặp đấy đã quá nổi tiếng rồi, đứng đầu bảng trong bán ra lượng loa bán ra của hãng JBL. Mới đây thì JBL có ra một bản, đó là L100 Century, để kỷ niệm 100 năm ra đời của cặp loa L100 Sen. Đấy. Nên là HDM100 thì gọi là đàn em cũng không hẳn, nhưng mà được chính tay kỹ sư của JBL thiết kế thì nó cũng là một cái gì đấy nó rất là đẳng cấp của những người Mỹ rồi. Vì là thiết kế theo phong cách của Nhật nên là Nhật bao giờ, theo anh em chơi nhiều dòng loa Nhật cũng biết đến, đó là người Nhật người rất là tỉ mỉ, người thích cái sự đẹp. Và thì HDM100 này cũng thế, sự tỉ mỉ chu toàn mọi thứ nó nằm ở chính cái cặp loa mà người Nhật cho ra đời. Và nói đến xuất xứ của cặp loa này thì như anh em đã biết, thứ nhất là hàng của em toàn bộ hàng là từ Mỹ về anh em nhé, chứ không phải là Pioneer của Nhật mà lại hàng của Nhật bãi về, là không, số em là hàng của Mỹ về. Và toàn bộ những cặp loa này là đều được xuất sang thị trường Mỹ. Và Pioneer là của Mỹ, của Nhật thì anh em ai cũng biết, nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ, người Mỹ người ta chơi rất là nhiều. Và mình là nước thứ hai được sử dụng cặp loa này qua gần 30 năm tuổi đời về tới Việt Nam, và chất lượng gần như còn như mới. Tại vì khí hậu ở bên đấy thì anh em cũng biết, nó không như khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam, mà nhất là miền Bắc. Nên là loa gần như về chỉ có bụi thôi, đi phủi bụi, dọn dẹp vệ sinh là cặp loa lại như mới rồi, lại rất là đẹp. Thì độ đẹp của nó như nào thì em có thể quay sát lại cho anh em xem. Vâng, Pioneer HDM100. Hàng của em là hàng bãi tuyển chọn, mà tuyển ở đâu thì anh em có thể nhìn thấy. Thứ nhất là loa tép này, tất cả các xương này đều phải sạch sẽ và đẹp như này. Đấy, xương zin anh em nhé, không phải là phun thuốc gì hay là độ vào đâu. Thì được đánh giá cặp loa đẹp, không được nằm ở tuyến loa chắc chắn là không được được rách dưới rồi. Đây, gần zin mọi thứ đây. Thì HDM100 sử dụng 4 đường tiếng như anh em đã nhìn thấy, một bát 40cm, một loa chung, một loa tép và một loa siêu tép ở đây. Đấy. Còn hai cái chỉnh bát tép thì nằm ở đằng trước. Đây, bên mic này, bên hai đây, chỉnh tép rất là tiện dụng. Bốn cặp này đều đẹp, xuất sắc. Thì anh em có thể nhìn thấy là HDM này nó dùng rất là nhiều đời chung khác nhau nhé, không phải chỉ cứ muốn màu chung xanh này đâu,
nó ở màu chung, màu vàng vàng này chút này, hay là cái màu vàng hẳn luôn cũng có đấy, tuyệt đẹp. Thùng gỗ lạng anh em nhé, hậu rất là sâu, cho tiếng bass rất là chắc khỏe. Cặp này thì được rất nhiều anh em review rồi, mà có thể anh em chơi rất là nhiều rồi. Và em đánh giá chất âm của cặp 100W và 200W thì không khác biệt nhiều. Thật sự là từ vì bên em có bán cả hai dòng và cũng tự tay kiểm tra hết rồi thì mọi thứ gần như là không khác gì nhau. Từ củ bát, nâm châm rồi đến chung loa tép không khác biệt gì cả, khác mỗi phân tần. Vâng. Phân tần của bản 200W thì làm khác nhau một tí. Và nếu mà đằng trước các anh em để ý kỹ thì bản 200W nó sẽ thêm một cái vòng ở cái lỗ thông hơi của loa bát này. Đấy, thêm một cái vòng trắng này nữa. Cũng màu này. Thế thôi. À đây còn e căng zin đây. Quên không bảo lại không có e căng. Đây là e căng anh em nhé. E căng bãi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Đây vẫn còn hơi rách một tí này, hơi bị chấm một tí này. Hàng bãi về mà không thể tránh được. HTM 100 Pioneer. Xương đây. Đấy. Rất là đẹp. Đường chỉ ghi bắn nét căng luôn. Cái này là do nhà máy sản xuất mà anh em. Quá đẹp. Thì tiện đây em có một bộ driver riêng để bên ngoài. Thì cho anh em có thể xem một chút ruột gan của cặp HTM100 này. Thì đây em có để sẵn ở đây rồi. Thì quay cho anh em xem. Đây. Hàng xịn là như nào. Gân vải tẩm dầu nên là đây là lớp keo, lớp dầu nó chảy ra đây nha. Theo năm tháng. Cái này thì mình không tránh được. Củ nâm châm đây. Gần như một tay quay nó rất là khó cầm. Đây, mã in ở bên trong này. Rất là đầy đủ. Đường chỉ nó phải chạy đều anh em nhé. Hàng zin, hàng chuẩn nó phải như này, không có động chạm thay tháo gì cả. Cái này làm bằng gang anh em. Rất nặng, chắc. Thì với mã của nó chạy đời đó là con này hơi bị rách một tí, và hình như nó là 20 30 733 a. Thưa anh em đọc là củ bát 733 a. Vâng, chạy đời 733 a. Đây loa chung. Z7722. Đấy. Đây là mã của loa chung. Quá đẹp phải không anh em? Đây em xin quay sát như này để anh em nhìn nữa. Đây là mặt trước. Đấy. Củ bát đẹp thì xương nó phải như này. Đây là gân vải tẩm dầu đấy anh em. Đấy, sau bao nhiêu năm tháng mà thật sự là cái đến 30 năm chứ 100 năm gân vải tẩm dầu này anh em chơi cũng không sợ cái gân này. Cái gân này đấy là 30 năm rồi nó vẫn còn đang bóng như này. Rất là đẹp. Mà cái độ bền rất là cao.
nổi đấy là riêng về về gân vải thẩm dầu thì nó nổi tiếng rồi. Đây là màng loa bát đây. Qua đây. Vâng, thì em sẽ quay qua vậy thôi. Với anh em nào có nhu cầu để mua sản phẩm mà gần Tết rồi anh em, ai có thể sắm cho mình một bộ nghe nhạc ở nhà thì HTM100 với tầm tiền 20-21 triệu như cặp loa đẹp xuất sắc như này thì em nghĩ là quá vừa túi tiền của anh em, mà chưa chắc là tầm tiền đấy có thể là vượt qua được cặp loa nào có thể vượt qua được cặp HTM100 này. Thì anh em nào yêu thích và muốn sở hữu cho mình một cặp loa đẹp có thể liên hệ số điện thoại của em 0908 325 337. Và anh em nào ở gần thì em ở ngay thành phố Ninh Bình, ngay mặt đường thôi anh em, thì anh em có thể qua trực tiếp giao lưu với em, nghe trực tiếp loa. Đấy, xin chào và cảm ơn anh em.